Mấy bữa nay phải thức sớm hơn mọi ngày chính vì là cái lý do này đây. Bình thường mà đến trường thì chỉ cần mặc đơn giản cái là xong. Nhưng do mấy bữa nay có công ty ở chỗ khác tới nên phải ăn mặc lịch sự hơn mọi ngày. Mà cái gì ăn mặc lịch sự quá thì nó tốn thời gian dữ lắm. Có cái nút cổ áo thôi mình gài cả buổi xong cuối cùng nó cũng bung ra nữa. Sáng ngày nào cũng đi sát giờ đi học không à. Mà bữa nay mặc bộ này vô là xác định coi như đi trễ luôn rồi đó. Bởi vì hồi đó hay coi phim thấy mấy bà vợ hay cài nút áo cho chồng trước khi đi làm nên giờ mình mặc bộ này vô thì mới hiểu. Cuối cùng thì cũng xong bộ đồ, giờ chỉnh sửa là cái tóc nữa là ok. Chuẩn bị tinh thần còn mặc cái bộ này đi phỏng vấn dài dài. Ra đường thì phải khoác thêm cái áo khoác nữa thì mới chịu nổi, chung thôi là teo buri hết. Nhìn ăn mặc lịch sự vậy đó chứ trong túi không có cắt bạc nào hết trơn á. Thôi giọt lẹ tới trường chứ không thôi tới trễ bị thầy la nữa à. Thì do là có rất là nhiều công ty về nên đầu giờ thầy sẽ hướng dẫn giờ giấc công ty nào ở đâu phòng mấy. Tại vì là không có tập trung ở một phòng giống nhau nên là tựa lưa hột dưa hết. Mình á thì ngày nào cũng bỏ cửa sáng, cũng may là trường có phát cơm cho học sinh buổi trưa. Chứ mình là một đứa làm biếng dữ lắm, không có vụ mà ở nhà làm cơm hộp sẵn mà đem đi theo ăn đâu ha. Do mình bỏ cửa sáng mà buổi trưa mình chỉ ăn có một vậy thôi đó. Tối thì mình đi làm ăn ở chỗ làm luôn nên ít khi nấu ăn ở nhà dữ lắm. Bữa nay thì được hôm không có đi làm nhưng mà vướng 2 tiết lái xe từ 6 giờ mấy tới 8 giờ mấy nên giờ là phải quay lại trường vô trường lái để học nữa nè. Ta nói lúc nào cũng chạy cời cời ngoài đường chân chứ hiếm khi ở nhà dữ lắm. Bởi vậy không có thời gian mà đi chợ đi búa vậy chân. Nên thôi bữa nay lục ở trong tủ lạnh có cái gì thì ăn cái đó ha. Bữa trước thì mới mua được bọc chân gà rút xương mà chưa có ăn. Cái bọc này thì hình như là 150 cành hay gì á. Mà cái món chân gà rút xương này nướng hấp hay là ngâm gì nó cũng ngon hết trơn. Nhưng mà có điều là rửa nó kỹ kỹ xíu nha. Chà muối, chà chanh đồ cho kỹ vô chứ không thôi nó bị hôi. Để mình kỹ hơn nữa thì mình sẽ trụng trước, cho thêm miếng gừng nữa cho nó bán đi cái mùi. Cái này trụng sơ qua rồi xong rồi rửa kỹ với nước lạnh cái nữa. Xong là cái chân gà của mình nó sạch bon luôn thấy không? Luộc lại lần hai thì cũng để gừng với cho thêm miếng bột ngọt nữa. Để luộc tầm chút nữa lên cái màu vàng đẹp dữ lắm. Cái chân gà này thì không có cần chế biến cầu kỳ dễ trơn á, chỉ luộc đơn giản vậy thôi đó. Rồi làm thêm cái chén muối ớt, có 4 cái trái ớt nữa là ăn bao dính luôn. Mới chấm chân gà vô cái chén muối thôi mà 2 dòng nước miếng nó tuôn trào. Lúc sáng thì chỉnh chu chứ về tới nhà là đầu cổ nó bù xù. Mình khoái ăn cái chân gà rút xương này á, tại vì nó dễ ăn, không có cần phải lừa xương nó mỏi miệng dữ lắm. Cái da chân gà thì nó hơi mềm mềm, ăn chúng vô mấy cái cọng gân á, tao nói nó đã. Để bữa nào rảnh làm cái món chân gà sốt Thái ăn cũng có lý rồi ha. Ở nhà hết hành rồi chứ không thôi luộc thêm miếng hành lá nữa ăn là đúng bài luôn. Cái món tao nói nó đơn giản vậy đó chứ chấm vô cái chén muối ớt thì nó ngon còn thứ gì mà chịu nổi nữa. Cái mồi này bén dữ lắm nên là ăn cũng hao dữ lắm rồi nha. Nó ngon. Làm kỹ nè, không đi thôi. Ăn nó mềm mềm, nó dai dai ngon ngon đã. Chấm vô cái chén muối ớt siêu ca nên là ăn hít hà suốt. Có ai coi xong mà thấy hèm ngày mai phải chạy ra đi mua chân gà ăn không? Nhưng mà phải tìm được cái chân gà rút xương giống vậy nè ăn thì nó mới đã. Nó dai ngon sực sực mà ăn cái nào mà không dừng lại được luôn á. Cái này mà có thêm vài lon đó là hết bài.